Có lẽ những lần cãi vã chia tay rồi quay lại, những tổn thương chất chứa thời gian dài. Để giờ đây quá nhiều mệt mỏi, đôi tay chẳng muốn giữ. Vì yêu phải biết họ cách có tìm lại bản thân. Đừng tổn thương người mình nên trân trọng. Đừng tổn thương, đúng sai cả ngày đều phải đánh giá. Lần cõi vã